Trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Jakarta, Indonesia tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan. Ngay sau đó, Thủ tướng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Chiều nay phát biểu tại hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới ngày nay có những thay đổi không thể dự báo trước, cục diện thế giới đa cực là một xu thế tất yếu. ASEAN đứng trước sứ mệnh phải khẳng định là một cực trong thế giới đa cực. Để ASEAN tiếp tục phát huy vai trò, vị thế và tận dụng, nắm bắt những cơ hội mới, Thủ tướng đã chia sẻ 4 định hướng chiến lược. Thứ nhất, ASEAN cần củng cố và tăng cường đoàn kết nội khối, giữ vững nguyên tắc, lập trường, quan điểm chung của ASEAN, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác. Thứ hai, ASEAN cần duy trì cam kết lâu dài về mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhất là trong nội khối. Thứ ba, ASEAN cần tăng cường hội nhập khu vực sâu rộng hơn để khai thác tốt hơn các thế mạnh của nhau, nhất là các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đồng thời không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ tư, cần kiên định cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, kêu gọi đoàn kết quốc tế trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là chúng ta sẽ làm được, vì chúng ta đã và đang làm. Chúng ta đã đoàn kết thống nhất để vượt qua những cái khó khăn. Chúng ta thống nhất trong đa dạng, tôn trọng cái sự phát triển, tôn trọng sự khác biệt của nhau. Nhưng mà chúng ta lại bổ sung hỗ trợ cho nhau, cùng chung sống, cùng phát triển. Và chúng ta sẽ ngày càng thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng tôi, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công là như vậy. Và với một cái tinh thần như thế, thì chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi là các doanh nghiệp, doanh nhân của ASEAN tiếp tục đoàn kết thống nhất cùng với chính phủ, cùng với người dân để chúng ta xây dựng một cái ASEAN độc lập, tự cường, phát triển, góp phần quan trọng cho cái hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới và góp phần không ngừng nâng cao cái đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng các chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất trong nhiều vấn đề như hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa các thủ tục bằng chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược để tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh, đồng thời cùng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, luôn có trách nhiệm với người lao động và xã hội, nâng cao năng lực, đạo đức, văn hóa kinh doanh và luôn đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Về phần mình, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.